Con chào các cô và các bạn, con tên là Kim Ngọc, con học lớp 4C trường tiểu học Phương Thượng. Bài thuyết trình của con gồm có những nhân vật là tuyết, hình trái tim, quả bóng, cây thông, gốc cây, hộp quà, ông già Noel và người tuyết ạ. Ngôi sao nữa. Trong những nhân vật này, con thích nhất là nhân vật ông già Noel vì có thể nói được ạ. Các nhân vật trong đây thì hình trái tim con lấy từ Squat, bóng bay con lấy từ thư viện và con có sửa thêm một ít. Ông già Noel, cây thông, người tuyết con tải ảnh trên mạng về. Bài thuyết trình của con đến đây là hết rồi. Con cảm ơn các thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi cô con chạy cho cô xem nào, con chạy cả bài cho cô xem nào. Đêm Noel, đêm Noel ta hãy cùng vui lên. Đêm Noel, đêm nay ta xin ở trên bàn hòa bình cho chân thép. Đêm Noel chuông vang lên, chuông giáo đường vang lên. Đêm Noel với đêm Noel ta hãy chúc nhau. Con để nguyên nhá, để cho các bạn nhận xét nào. Cô cảm thấy giác như là Giáng sinh sắp đến gần rồi ấy các bạn ạ. Rồi cô mời các bạn nhận xét cho cô nào. Cô mời bạn Trường Minh nào nhận xét cho cô nào. Em đưa cô bạn này làm rất đẹp Này rất đẹp này, còn gì nữa không con? và rỡ, À, rực rỡ đúng không nào, nhiều màu nữa. nhiều màu sắc. Còn gì nữa? Không có gì nữa. À, rồi cô mời bạn Thiện Chí nào, bạn Thiện Chí giơ tay rất là nhanh, cô mời bạn Thiện Chí nhỉ. Thiện Chí ơi, Thiện Chí có nhận xét gì về bài của bạn không? Dạ, con thấy bài của bạn hơi lát lát. À, hơi bị lắp láp. Rồi, còn gì nữa không? Nhạc hay À, hay này đúng không? và rất đẹp. Ừ, rất đẹp. À, nhận xét của hai bạn có lẽ cũng là cái lời nhận xét của cô. Đó là bài của bạn Ngọc có vẻ như là vang lên, cô cảm thấy rất là ấn tượng, như kiểu một đêm Giáng sinh sắp 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 đến gần rồi ấy, nó rất là rực rỡ, nó rất là sống động, cảm giác như là không khí Noel sắp đến gần rồi đấy các bạn ạ. Bài của bạn Kim Ngọc rất là hay, và có lẽ bạn Noel rồi cô. rất là tâm huyết với cái bài này. À, nếu mà bạn Kim Ngọc có thể thuyết trình trơn tru hơn một xíu, chuẩn bị tốt hơn một xíu nữa thì còn tuyệt vời hơn rất là nhiều, đúng nào. Cô thấy rất là khen Kim Ngọc. Và đối với các bạn, qua một cái có 5 6 buổi thôi, nhưng các bạn đã có thể tự làm một cái thiệp rất là tốt như này, chứng tỏ cái suy nghĩ của các bạn rồi cái nhận thức của các bạn rất là tốt rồi. Cô khen Kim Ngọc nhé.